Chào các bạn nhé. Con ốc sên thì thường biết đến là một loại chuyên phá hoại rau màu, nhưng nó cũng là một vị thuốc. Tên khoa học có tên là Achatina furica, thuộc họ ốc sên Achatinia. Mô tả con ốc sên như sau: ở nước ta, con ốc sên sống trên cạn, thường gọi là ốc sên, có hai loại chính: loại Psilophorus vỏ nâu tròn to có nắp, thường thấy ở trên núi đá, và loại Achatina furica là loài ốc sên ta nói ở đây, có vỏ to, màu hơi vàng nâu. Đây chính là con mình đang quay đây. Miệng không có vảy, loại thường hay phá hoại cây cối, rau màu vào ban đêm, và ban ngày thường lẩn kín trong các khe bụi cây, hốc cây, chui xuống đất. Ngoài ra còn một số loại ốc sên nhỏ ít ai chú ý, phân bố thu nhặt và chế biến như sau. Ốc sên sống hoang dại, ăn hại hoa màu, rau cỏ, đặc biệt là vào mùa mưa phát triển rất là nhanh. Trước đây người ta cho rằng ốc sên ăn độc chết người, nhưng từ năm 1961, nhân dân một số vùng Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên bắt về nấu ăn để chữa hen suyễn. Chưa thấy ai nuôi, chỉ mới thấy có nơi thu mua, chưa dùng hết, đào hố cho ốc sên vào, đậy bằng lưới mắt cáo cho ốc sên khỏi bò đi, thỉnh thoảng cho lá cây vào để làm thức ăn cho ốc sên. Mùa có thể thu mua nhiều là vào mùa mưa. Thành phần hóa học như sau: năm 1968, Bệnh viện Thần Kinh có yêu cầu viện kiểm nghiệm nghiên cứu thành phần nước ốc sên thủy phân, kết quả cho thấy có 0,48% là nitơ toàn phần, 0,112% là nitơ amin, với những axit amin như là leucine, alanine, valine, axit aspartic, axit glutamic, neurosin, noleucine. Theo những nghiên cứu cũ, người ta cho rằng sở dĩ những trường hợp ngộ độc do ốc sên chính là do ốc sên ăn cỏ cây nấm độc. Còn bản thân ốc sên thì không có độc, do đó nếu chỉ ăn phần thịt của ốc sên, còn bỏ hết phần ruột, gan, ống tiêu hóa của ốc sên đi, thì không có hiện tượng ngộ độc do ăn ốc sên. Trong loài ốc sên Helix pomatia hay là loài Helix apensa hoặc là Helix vermiculata thường phá hoại cây nho ở miền Nam Pháp, nhưng được nhân dân Pháp coi là một món ăn quý, có tác dụng là chữa bệnh phổi. Người ta thấy hoạt chất là một chất nhớt, hoặc có tác giả cho rằng đó là chất hericin với thành phần là sunfua trong phân tử. Công dụng và liều dùng như sau: một số vùng ở nước ta, nhân dân dùng ốc sên nấu ăn chữa hen suyễn, đau bụng kinh niên, thấp khớp. Ốc sên bắt về đập bỏ vỏ, lấy phần lưới ốc, còn bỏ hết ruột, mổ đầu ốc, bỏ dạ dày, thực quản, rồi dùng muối và phèn chua rửa sạch cho hết nhớt, nấu ăn như là nấu ốc các loại ốc khác, ăn liền trong 7 đến 10 ngày, có thể kéo dài hàng tháng. Năm 1968, Bệnh viện Thần Kinh Hà Nội theo kinh nghiệm của nước ngoài dùng ốc sên Helix pomatia chế thành siro, bột ốc sên, kẹo gôm sên, dùng làm thuốc bồi dưỡng cơ thể với công thức như sau: thịt ốc sên 2 kg, natri carbonat 25 g, axit benzoic 5 g, đậu nành hay là hoài sơn 1,2 kg, đường kính 1,5 kg, men thoi 0,06 g, ốc sên bắt về đập bỏ vỏ, lấy phần lưỡi, bỏ hết ruột, mổ đầu ốc, bỏ dạ dày, thực quản, rồi dùng muối và phèn chua rửa sạch hết nhớt như là nhân dân ta vẫn làm. Sau đó thì cho thịt ốc sên và natri carbonat hấp cho nhừ, thải và giã nhỏ, cho thêm axit benzoic vào để bảo quản, và thêm đường vào nấu cho kỹ. Đậu nành hay là hoài sơn rang giòn, tán thành bột dây mịn, trộn với thịt ốc sên đã nấu, dùng phần paraffin để viên cho đỡ dính, dùng dầu paraffin để viên cho đỡ dính, mỗi viên là 4 g, sấy ở nhiệt độ 50 đến 60 độ C tới khô, bỏ vào lọ chống ẩm, đặt tên là BOS, tức là bổ ốc sên, dùng với liều lượng 4 viên một ngày, uống lúc ăn cơm.
là thuốc bổ tăng cường chất đạm cho cơ thể và não. Mỗi đợt dùng liền từ 20 đến 40 ngày. Đã theo dõi trên nhiều bệnh nhân lên cân rất nhanh. Đấy là toàn bộ những gì mà tài liệu nói về con ốc sên này. Vậy thì bạn nào biết được thêm điều gì thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.